Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Cường ở Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cái máy phôi ha, để thì biết đâu vậy. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Cường ha, nhiều dáng thế luôn, sự lượng một đế cho quý vị xem ha. Khấu đi đặt luôn quý vị, rất đẹp. Giá rất mềm luôn, như cái này có 200 ha. Bấm ngưng cái ta. Rồi, chào anh. Xin kính chào các cô chú anh chị mình trên toàn quốc ha. Dạ. Hôm nay em có một số phôi mai giảo Thủ Đức, xin giao lưu với cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0974 483 509, cũng số Zalo của em. Dạ. Không làm mất thời gian thì em vô cây số 1 cô chú anh chị. Số 1 ha, để nôm sổ đẹp nè. Số 1 cao là 54. Vành là 20 quý vị. Rồi. Độ sổ đế là 27 nha. Đúng mòn sai ha. Mã số 1 này em giao lưu 550 cho chị ơi. 550 thôi. Tất cả các cây thì em bao sống cho cô chú chị mình 2 tháng ha. Dạ. Em bao ship cũng toàn quốc luôn. Tiếp tục là cây mã số 2. Độ cao là 41. Vành là 19 nha quý vị, gần 20 ha, tính 19 ha. Đây, đây. Em đo độ sổ đế coi. Này độ sổ là 22 nha cô chú. Đế đều bốn mặt ha. Chi cành thì đầy đủ cô chú anh chị. Đúng chuẩn không sai luôn. Mã số 2 này em giao lưu giá cũng 550 luôn cô chú anh chị. 550 ha, ngang về đẹp. Rồi, kế tiếp là mã số 3, có hai cây mini nha cô chú. Mini bonsai ha. Hai cây mini. Cây bên đây hoành 7. Cây này nhỏ. 5 rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 13. Độ sổ đế là 20 nha. Cây này cũng 19 độ sổ đế luôn cô chú anh chị. Hai cây này để bàn ha. Mã số 3 này em giao lưu giá 120.000 cô chú anh chị. 120 có ngay hai cây ha. 120k bao ship bao sống tới nhà luôn cô chú anh chị ơi. Cây tiếp là mã số 4, cũng hai cây luôn cô chú anh chị. Bên đây là cao là 38. Hoành là 7. Bên đây cũng hoành 7 luôn cô chú anh chị ơi. Đầu sổ đế là 22 ha. Bên đây cũng 21 luôn rồi cô chú anh chị. Hai cây này cái rễ nó cũng khá giống nhau ha. Cặp mã số 4 này em giao lưu giá 150 cô chú anh chị ơi. 150. Có ngay hai cây. 150.000. Kế tiếp là mã số 5. Số 5 cao là 44. Hoành thân là 22. Con củ đế toàn do luôn cô chú anh chị. Dáng lắc lượng rồi, chi cành đều. Mã số 5 này em giao lưu giá là 450 cô chú anh chị. 450 ha. Giá mềm luôn. Rồi, kế tiếp là mã số 6. Mã số 6 cao là 47. Hoành là 18 cô chú anh chị. Rồi. Ở đây nó có một vết lũa mà lâu rồi nó nay nó sam cứng rồi, chuẩn bị liền rồi ha cô chú anh chị. Còn chừng chút xíu nữa, đầu lũa nữa. Cái này chi cành đều ha. Đo thử cái độ sổ đế coi. Sổ đế nó là 21 nha cô chú anh chị. Dáng lắc lượng.
Mã số 6 này em vô lưu với giá là 500 ngàn đó cô chú anh chị. 500. Con em cây đẹp. Rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 7. Số 7 chiều cao là 44. Hoành thân là 15 cô chú anh chị. Đế đều cũng bốn mặt luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 7 này em giao lưu với giá là 400 ngàn luôn cô chú anh chị. 400. Rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. Kế tiếp là mã số 8. Cái này đế sổ ha. Số 8 là chiều cao là 39. Mình đo đây là 18 cô chú anh chị. Sổ đế là 24 ha. Cổ đế đặt kẹo luôn, sổ đẹp của chú anh chị. Này gì mà mình bỏ vô mình vô chậu này chỉ chậu 3 thôi. Là đẹp luôn. Ở đây nó có một chiếc sam mà cứng rồi chú anh chị. Cứng nó sam cứng rồi. Nó không có bị mục ha. Rồi mã số 8 này em giao lưu với giá là 450 nha cô chú anh chị. 450. Năm sổ đẹp nè. Kế tiếp là mã số 9. Mã số 9 chiều cao là 42. Mình là 13 cô chú anh chị ơi. Này cũng nôm sổ ha. Chi cành đều mà. Mã số 9 này em giao lưu giá 350 của chú anh chị. 350. 350 chục ngàn. Tiếp lên mã số 10. Số 10 có 2 cây của chú anh chị. 2 cây trực. Cây bên đây hoành thân 18 à. Bên đây là 15 hoành thôi chú anh chị. Chiều cao cây bên đây là 35. Bên đây là 15 mà cô chú anh chị. Một cặp ha, cái này bán rẻ về cho cô chú anh chị mình ghép bo lại ha. Mã số 10 này em giao lưu giá có 200 ngàn thôi cô chú anh chị. 200 thôi việc của ngày 2 cây nè. Kế tiếp là mã số 11. Lắc lượng ha. Chiều cao là 44. Và em đo đây là 15 cô chú anh chị. Rồi. Đây nó cũng có một chiếc sam cứng ha. Này của chủ vườn cắt hồi xưa không có chắc keo nó bị sam nhưng mà không có mục cô chú anh chị. Đế là trải đều ha. Thân là lắc lượng luôn. 11 này em giao lưu giá là 350 cô chú anh chị. 350. Kế tiếp lên mã số 12. Cây bài ha. Nhân bài ha. Cây bài chiều bài của nó là 65 cô chú anh chị. Hoàn thân em đo đây là 15 ha. Rồi. Ở đây là tại lúc bứng người ta có chọt cái lửa giá nó hơi bị nứt em buộc con chắc keo rồi đó nghe cô chú anh chị. Nói chung là cây cái rễ nó không có chết ha. Nhìn cũng giống như con thú rồi cô chú anh chị. Con bay có cái đuôi nè. Rồi em giao lưu giá 200 ngàn thôi. 200. 200 cây bay của chú anh chị ơi. Kế tiếp lên mã số 13. 13 cây bự nha. Tông cao ha. Một cao. Là chiều cao nó là 110 cô chú anh chị. Và năm đo đây là gần 23 ha, tính 22 ha. Đây VIP nè.
Đấy, đều bốn mặt của chú anh chị. Đầu sổ đế là 24 ha. Đế lực lực cộng bắp bắp không của chú anh chị. Chỉ cần thì đều hết ha. Vậy là đem về cô chú anh chị chờ cho nó ra tàn, mình tạo tàn tán thôi. Cây mã số 13 này em giao lưu giá là 900 ngàn rồi cô chú anh chị. 900 thôi. 900 một cây tàn điều đế đẹp sổ luôn của chú anh chị. Tiếp lên mã số 14. Ủa, cây quái ha. Có cành phóng nè. Chiều phóng của nó là 40 cô chú anh chị. Đọt chủ cho nên lên đây thì 20 thôi. Hoành nó là 16 cô chú anh chị. Quá xa bầu đế luôn cô chú anh chị. Sổ luôn, độ sổ đế là 25 ha. Đế đều hết cô chú anh chị. Dán quái. Mã số 14 này giao lưu giá là 500 ngàn cô chú anh chị. 500 thôi. 5, 6 ha. Rồi, kế tiếp là mã số 15. Mã số 15 cao là 36 cô chú anh chị. Hoành đây là 16 có hơn ha. Đế thì đều bốn mặt ha cô chú anh chị. Chi cành thì cũng đều luôn. Này bông sai này chơi, mình chơi vô chậu nhỏ nhỏ mình để trước cửa nhà nó cũng đẹp cô chú anh chị ơi. Khối đế luôn ha. Mã 15 này em giao lưu giá 500 cô chú anh chị. 500. Tiếp theo là mã số 16. Chiều cao là 38. Và này là 20 cô chú anh chị. Đầu sổ đế là 22 ha. Con cũ đế tròn cô chú anh chị. Đều hết ha. Chi cành cũng đều luôn. Mã số 16 này em giao lưu giá 600 ngàn cô chú anh chị. 600 ngàn cái đẹp. Rồi, xuống. Cái tiếp là mã số 17. Phải có một cây trực không cô chú anh chị. Cây trực chiều cao là 52. Hoành 12 cô chú anh chị ơi. Rồi cái đầu sổ đế là 24 nha. Để cái trực này khỏi chê cô chú anh chị ơi. Cây này về nuôi lâu dài nha cô chú anh chị. Không có sợ bị rớt giá gì ha. Mã số 17 này em giao lưu giá 550. Rồi, 550. Kế tiếp lên số 18. 18 cao là 41. 17 hoành. Đấy nôm sổ luôn rồi của chú anh chị. Lúc vận chuyển nhánh này nó hơi bị tách, em xử lý chất keo em bó là rồi nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình nuôi khoảng chừng thời gian sau là nó kéo nhựa lại liền à, không có bị sao rồi cô chú anh chị. Tay cành nó đều quá nè. Mã số 18 này em giao lưu giá 400 cô chú anh chị. 400. Khối đế luôn ha. Kế tiếp lên mã số 19. Cây trực của chú chị. Đây đẹp. Cao là 66 ha.
hoành là 22 đó cô chú anh chị ơi. Đế này là một khối đế luôn rồi cô chú anh chị, không có trống mặt nào đó ha. Để em đo đầu sổ đế kìa, 22 đầu sổ đế nha cô chú anh chị. Đế đều bốn mặt, không có trống mặt nào luôn ha. Chia cành thì đều, này chỉ cần về mình tạo tàng để mình chơi thôi. Mã số 19 này em giao lưu giá 1,4 triệu nha cô chú anh chị. Thôi 1,4 triệu. Kế tiếp là em lên số 20. 20. Để sổ rất đẹp. 20 chiều cao là 44. Hoành 10 thôi cô chú anh chị. Con bộ đế qua xa bộ đế của chú anh chị. Em đo đầu sổ ha. Đây. Gần 3 tấc, 3 tấc luôn cô chú anh chị. 30 ha, đầu sổ là 30. Cây nhỏ mà bộ đế quá xá của chú anh chị. Mã số 20 này em giao lưu giá 400 rồi cô chú anh chị. 400 thôi. Tiếp tiếp lên mã số 21 ha. Mốt chiều cao là 28. Hoành đây là 15 có hơn rồi cô chú anh chị. Đầu sổ đế là 22 ha. Đế đẹp quá xá rồi cô chú anh chị. Đúng cái giọng gắt ha. Cái vết này là nó bị lũa nhưng mà nó liền da này cô chú anh chị, nó không có bị gì hết nha, nó liền rồi. Mã số 21 này em giao lưu giá là 400. Rồi, 400. Tiếp em lên mã số 22. Em 2 chiều cao là 42. Hoành thân đây là 11 của cô chú anh chị. À. Chi cành cũng khá là đều của chú anh chị. Bộ đế thì đều rồi ha. Mã số 22 này em giao lưu giá là 300 ngàn của cô chú anh chị ơi. Tiếp em lên mã số 23. Mã 3 chiều cao là 50 55. Hoành đây là gần 18 mà tính 17 nha. Đầu sổ đế là 20. Đế nôm sổ điều của chú anh chị. Lắc lượng ha, chi cành thì đều ha. Mã số 23 này em giao lưu giá là 500 ngàn rồi cô chú anh chị. 500. Em lên mã số 24. Em 4 chiều cao là 67. Hoành là 20 có hơn ha. Khôi đế ha. Em đo đầu sổ đế kìa. Đầu sổ đế là 21. Khôi đế luôn cô chú anh chị. Cộng bắp bắp không ha. Lắc lượng chi cành đều ha. Mã số 24 này em giao lưu giá 600 rồi cô chú anh chị. 600. Mã số 27 ha. Ê, 25 đi.
55, chiều cao của nó là 75. Hoành thân là 17 nha cô chú anh chị. Rồi. Để cũng nôm sổ điều hết ha. Cây này cô chú anh chị mình về chơi cây gió lùa ha. Mã 25 này em giao lưu giá 350 rồi cô chú anh chị. 350. Lên mã số 26. Sáu chiều cao là 32. Hoành 10 của chú anh chị. Đế ha. Điều. Độ sổ là 19 nha cô chú anh chị. Rồi. Đế sổ điều nha cô chú anh chị. Mấy cây này mình về mình chơi chậu nhỏ bonsai để bàn rất là đẹp nha. Mã số 26 này em giao lưu giá 350 luôn cô chú anh chị. 350. Tiếp em lên mã số 27. Em bảy chiều cao là 40. Hoành là 14 có hơn nha cô chú anh chị. Độ sổ đây là 21 ha. Nôm sổ đều bốn mặt nha cô chú anh chị, không có thiếu mặt nào ha. Này về mà nuôi mấy cái cọng rễ này mà nó bự lên nữa là một khối luôn. Mã số 27 này em giao lưu giá 400 của cô chú anh chị. Rồi, 400. Tiếp em lên mã số 28. Nhân trực lực cây ha. Chiều cao là 60 nha. Hoành là 23 nha cô chú chị, gần 24 rồi tính 23 thôi ha. Đó từ cổ rễ xuống. Cổ rễ xuống mặt bầu là 23 nha cô chú chị. Cộng bắp bắp không ha, không có thiếu mặt nào. Trực chi cành đều quá nè cô chú anh chị. Đế sổ. Đế lực sổ của chú anh chị ơi. Mã số 28 này em giao lưu giá 900 của chú anh chị. 900. Mã số 29 có 2 cây nha. 2 cây giáng bài ha. 2 cây giáng bài. Cây mình đây hoành 9. Cây đây cũng bên đây được quần 10 của chú anh chị, hai cây ha. Đây cũng nôm sổ một gan luôn. Lò thế 20 của chú anh chị, bên đây 17 16 9 này là em giao lưu giá của chú anh chị là 200.000 ha. 200 ha. 200 hai cây dán bài người trước. Giờ mình chơi dán bài ghép bo vô mình chơi ha. Để bạc hai cây hai bên. Rồi. Lên mã số 30 của chú anh chị ơi. 30 một cái lắc ha. Đây nôm luôn ha. Lắc đến nôm. Chiều cao là 27. 10 hoành của chú anh chị ơi. Sổ đế là 20 ha. Đây cái đế ha. Đế bàn của chú anh chị. Này để bàn về mình ghép bo vô chơi ha. Mã số 30 này em giao lưu giá 200.000 của chú anh chị. 200. Kế tiếp là mã số 31. 31 chiều cao là 41. Hoành đâu đây là 16 của cô chú anh chị. Khối đế luôn ha. Đầu sổ đế là 20 ha. Này khối đế tròn tròn vo luôn cô chú anh chị. Không có trống luôn ha. Chỉ cần điều ha. Ở đây là có cái vết cắt của chú hồi xưa của cô chú anh chị. Mà nó xăm cứng rồi chứ nó không có mục nha cô chú anh chị.
mà số 31 này em giao lưu giá 400 nha cô chú anh chị. 400. Rồi, cuối cùng là mã số 32 ha. 32 dương, em ha. Có một cây mai vườn ha. Đo hoành nè. Hoành đó đây là 52 ha cô chú anh chị. Rồi, bị cháy nắng vì thông cảm ha. Đo từng cây ha. Bên đây là 31 ha. Rồi. Còn thân bên đây là thân đây là 34 nha cô chú anh chị. Đây. Đây là cái gì? Dạ. Tâm quay vòng vòng cho cô chú anh chị coi. Cây này cũng hơi to, rinh không nổi cô chú anh chị. Khiêng lên mà quay không nổi. Đế cũng đều bốn mặt nha cô chú anh chị, tổng bắp bắp. Dán nó vậy đó cô chú anh chị ơi. Riêng cây 32 này em bao ship cô chú anh chị mình 200m ha. Ô, 200 km. Dạ, 200 cây số đổ lại ha. À, tại cây to quá sợ bưu điện nó không nhận được cô chú anh chị. Mã số 32 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình là 40.5 ha. 40.5 ha. Ô, ship 200 cây số. Dạ. Hoành to nè. Đây đều rồi. Rồi. À, cuối cùng video cũng chúc cô chú anh chị mình coi video vui vẻ ha. Yeah. Coi cây thích cây nào thì ủng hộ em. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều để coi hết video. Rồi. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Cường. Xin chào và hẹn gặp lại.